Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, những ngày qua, nhiều tổ chức cá nhân trong tỉnh đã chia sẻ, đóng góp, ủng hộ quỹ vaccine để chung tay cùng với chính phủ và tỉnh đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Gia đình ông Lê Văn Huỳnh ở phố Trung Sơn, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, thu nhập chính dựa vào kinh doanh hàng nước vỉa hè. Dịch bệnh bùng phát đã ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của gia đình. Năm 2020, chính phủ đã triển khai chính sách hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, trong đó có gia đình ông. Nhưng ông đã nhường sự hỗ trợ cho những hộ còn khó khăn hơn. Làn sóng thứ tư của dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khi Chủ tịch nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ông Huỳnh đã ủng hộ 20 triệu đồng. Người đứng đầu chính phủ và người đứng đầu Mặt trận Tổ quốc tỉnh kêu gọi là chống dịch thì chống giặc. Tôi cảm thấy rất xúc động và ngẹn ngào. Từ rằng gia đình nhà tôi là lao động tự do, cũng còn ít chút tiền cùng chung tay với tỉnh để đẩy lùi COVID. Hai anh em Bùi Tuấn Anh và Bùi Tuấn Khang ở phường Bích Đào, mặc dù là học sinh tiểu học nhưng đã luôn ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Tinh thần thiện nguyện trong các em được hình thành qua những lần cùng mẹ tham gia các hoạt động từ thiện, hỗ trợ người nghèo. Dịch bệnh COVID-19 đang tái bùng phát, hình ảnh lực lượng tuyến đầu chống dịch đến kiệt sức khiến bất kỳ ai không khỏi xúc động. Với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc phòng chống dịch, Tuấn Anh và Tuấn Khang đã tự nguyện trao tặng 15 triệu đồng tiền tiết kiệm để ủng hộ quỹ vaccine. Số tiền cháu có được từ tiền Tết, có lúc cháu còn giúp ông bà làm việc nhà để ông bà thưởng tiền cho. Và những thành tích học tập của cháu nên cháu đã có được và tất cả đều cháu đều cho vào con lợn. Khi chính phủ kêu gọi thì hai anh em cháu cũng đập con lợn tiết kiệm của bọn cháu đóng góp cho những vùng dịch và cho tỉnh Ninh Bình mình ạ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, cùng với nhân dân cả nước, Giáo sứ Hoàng Mai đã có thông cáo tới toàn thể giáo dân, trong đó khẳng định việc ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 là việc làm ý nghĩa nhân văn, thể hiện trách nhiệm bổn phận của giáo dân yêu nước cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Vì vậy, sau một tuần phát động, chức sắc và giáo dân của giáo xứ đã quyên góp được 10 triệu đồng để ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 với mong muốn góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Cái nhiều cái ít không phải là cái chính là cái tinh thần và cái trách nhiệm tấm lòng của giáo sư Hoàng Mai đối với đất nước, với quê hương dân tộc của mình. Đất nước của chúng ta cũng còn nghèo lắm. Nếu mà tất cả mọi người đều cộng tác vào thì có thể ngăn ngừa và có thể chặn đứng lại được cái bệnh dịch này. Nhất là bây giờ có cả các cái chủng loại của Ấn Độ rồi Anh Quốc đó, nó nguy hiểm lắm. Bà con mình khỏe mạnh, bình an để xây dựng đất nước thì giàu mạnh. Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Sự chung tay ủng hộ kịp thời của các tổ chức cá nhân một lần nữa khẳng định, mỗi khi đất nước gặp khó khăn, khối đại đoàn kết toàn dân lại được phát huy và trở thành sức mạnh vô giá, tạo thêm nguồn lực sức mạnh tổng hợp để chúng ta cùng vượt qua và chiến thắng đại dịch COVID-19.